dần. Đang đi tới chỗ một cái tỉnh đó là Leuven tiếng Pháp, còn tiếng Hà Lan đó chính là Leuven. Thì mình đem hai cái chậu, hai loại cây lá cẩm lại cho một người bạn nha. Đó, nhìn các bạn xung quanh. Coi cái tỉnh này. Đây là con đường mình đi vô phía trong. Đây là địa chỉ đi lại gặp người bạn Việt. À, 1 euro. Sang Lopia Anago. Chúng ta sẽ gọi this menu Agatui. Bây giờ hello, anh phải chồng chị tiếp không? Không. Cho em hỏi chị tiếp hẹn lên. Dạ. Dạ thôi chị cho em lại kia chứ số nhà 75 không ạ? À? Số nhà 75 không? Trên lầu. Ok. Hôm nay đi đến một cái cửa hàng Việt Nam là Lumia Blanc. Đây là anh Luật. Lumia Blanc. Long. Đây là anh Luật là chủ cửa tiệm nha. Nếu các bạn nào có đến chơi vịt là ghé tiệm của ảnh nha các bạn. Ăn rất là rẻ, rất là ngon mà ăn no bụng. Vô tới nhà của chị Tiết rồi, bây giờ sẽ khoe rượu cho các bạn nha. Ổi nè. Đây là chị Tiết. Hello, quần Việt xa xứ. Có gặp được người bạn tuyệt vời luôn. Ok. Quế bio mà không có. Ah, bio. Trời ơi, cây ổi Vĩnh Cửu có nước Mỹ. Lần đầu tiên có cây ổi xuất hiện ở nước Mỹ. Chưa có trái, chưa có hoa. Nó đang cây nữa. Cái này là chị tự gieo hả? Ừ, dạ. Có sen ở trong đây luôn. Ừ, sen đá. Ồ, sen đá. Ồ, cái cây này cây gì chị? Cây đấy là cây kinh giới. À, ở trong nhà lấy nước cho tưới. Cái đồ bơm nước. Chị múc nước cho trong nhà đó. Không. Thầy em nhà mình có một cái bình nước to lắm rồi vậy đó. Ở nhà hàng có một cái bồn nước luôn. Dạ. Không có tưới được cái máy bơm đó. Anh cảm điện sao nó không được. Bây giờ phải làm lại. Trời ơi, cái chanh to ơi là to, chanh này hình như là màu vàng hả chị? Hồi nãy em có đi chỗ trang trại của cái gì Botina gì đó. Ừ. Em vô nó trời nó lớn rồi ghê hồn, em mua được mấy cây dâu. Coi này trái xanh này. Quá trời trái luôn. Sao chị không trồng cái cây loại trái nhỏ á? Ui. Cái này là cây thanh long. Trời ơi, chồng em không mời lắm luôn. Em chồng em đem cái cọng cái cây qua. Cái em chồng nó không có chết nha. Mà em thấy sao nó không phát triển. Cái em tưởng là nó hư cái gì rồi. Mà nó nhẵn màu xanh. Cái em đem để ngoài mùa đông chết ngắt. Đúng rồi, chính xác phải mất chết rồi. Cây này là cây ớt. Cây này ớt đúng rồi. Cây đu đủ. Trời ơi, tạo là cây quý không à. Nè, còn cái cây này trong đây quá trời đu đủ luôn. Không thấy hôm nay không phải cây bằng vậy. Cái gì chị? Cái này là hoa nghệ này Việt Nam này. Hoa hệ hả? Hoa nghệ Việt Nam không? Hoa hệ. Nó có cây lên như vậy người ta để làm để cúng hay làm hoa. Ủa, ở em thấy người ta có bán ở chỗ mấy cái tiệm tây đó, kia là lay ơn gì đó không? Tiếng Pháp. Vậy là không phải ha. Trời ơi, hoa hệ Việt Nam lần đầu tiên mới thấy này là chỉ đem vô nhà đâu ở ngoài. Ok. Rau ngâm Vĩnh Cửu. Trời ơi, cái cây này nè. Quá trời luôn. Hoa này em đẹp nè, mà không biết cái này nó có một loại hơn chị hoa này nè. Không, để gì đâu chứ. Ồ, ủng quá. Em tính mua. Mình chưa liêu. Chưa liêu, cái này là kêu là dưa leo gai gì mà để mà làm nhà chua. Cái lưu trầu, em chưa biết cái đó. Hồng dọn cây này nó nước mà được 4 trái. Hay, cái này giống như dạng như hồng mà hồng mini. Hồng mini trụ như chậu. Trời ơi, hoa dâm bụt đẹp quá. Cái lá, cái hoa nó bự kinh khủng luôn. Quá trời. Trời ơi, cây này cây ơi, lê gì, lê tàu, chị nói lê tàu hả? Cây lê tàu, được một trái duy nhất. Đâu em thấy cái nào đâu phải. Ok. Màu thì màu này hơi vàng vàng. Bà chỉ ngắm chứ bà không bao giờ ăn. Trà xanh là trà xanh thôi, nhìn lạ quá, nhìn giống như cây mai á.
xanh này giống giống ai? Cà xanh á. Hồi bí. Hồi bí bông rồi nè. Ừ. Ôi dền cơm. Dền cơm là ok quá rồi. Nó này sắp ra bông rồi nè chị. Ừ. Rồi cao dền dễ lên, nó tự lên. Em thấy ở vườn khoai tây của người ta cái rau dền đó bự gì nè, mập mập, có phân bò. Nhưng mà cái rau dền của người ta không có long 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 gì. Dền dền này là ngon hơn dền của người ta, mà dền của người ta thì lại tươi bự hơn. Công to, rồi em không biết. Rồi em không biết, em thấy cái chú bên Pháp nói là cái rau ta ăn được. Cái em đi hái về, đi lúc mẹ em qua đi chơi thì nói mày dám ăn không, dám ăn, ăn vô sợ ngủm luôn. À ok, ở đây trồng được luôn. Em không biết cái này là trồng trong nhà đúng không? À vậy thôi em lấy luôn. Trời ơi, để em quay hết. Màu tím đẹp hết. Mà héo rồi. Ôi thơm phức luôn. Ủa anh, nó không được bự hả chị? Ôi thơm phức à. Cái nào chắc nó ra dạng như là dạng chùm á. Em thấy con cây chứ nó chùm. Chị nhìn nó đẹp á. Cái này mà nó nở ra một lượt một cái nhìn đẹp dữ vậy. Em đi coi người ta bán cái cây này hình như là 90 mấy euro ở trong chạy á. Đó. Mắc quá cái này. Mắc. Ở trang trại nó bán. Trời ơi, hoa đẹp quá. Muốn trồng trong chậu. Trời ơi, nó cao rồi nè. Chị không hái mà muốn già dạ sao? Ở nhà em là em cho ra vườn dưới đất á. Cái cọng nó nhỏ hơn giống như lá tre. Hoa này đẹp nè, nhưng mà chị để leo vàng nó đẹp. Chị sao chị không trồng mà để nó leo đây nè. Trời ơi, rau dền đâu nhiều quá vậy chị? Chị gãi hột hả gì? Chị gãi hạt hả? À ok. Chị cô thích rồi. Nhà em gãi mà sao nó không lên. Cây này là cây kinh giới thì phải tưới nước thôi mà mốt chết thôi. Mốt chết. Kinh giới thì đỡ ngoài được. Rồi đúng rồi. Ở dưới lại cây tí tô. Tí tô nhà bạn em có màu đỏ và màu xanh luôn. Mà đúng rồi, ngồi thẳng lên chỗ đâu nè, mà cái cây tí tô đó chị thay với lá lốt á, nướng bò lá lốt thôi, bò tí tô. Rồi đúng rồi, nhưng mà em chưa ăn bao giờ. Nhà cho chồng em, nhà cho chồng em cắt lá dục hết. Không ăn. Rồi cây này là cây lá gai, làm bánh lá gai. Con này là ổi nam nữ. Em mà không biết nó lên đẹp. Sao nhìn cái cây này nó giống như cây gừa. Cái này nam nữ chắc ổi nam nữ. Ờ. Cái cây kia là cái gì chị? Cây trái trái nhỏ nhỏ rồi. Cái trái nó hồng gì vậy? Hồng kiển gì chị, đi ngắm hả? Rồi đó em thấy trái nhóc chân kìa. Cái gì là cái trường đại học ở đâu chị? À, xung quanh đây có cái trường đại học và ở đây là một cái công viên rất là lớn. Nhìn thấy lớn quá trời lớn luôn. Cái chỗ này mát mẻ ghê. Trời ơi, đúng là của quý rồi bà. Thấy nhỏ nhỏ vậy chứ toàn là đuổi rồi cây lá mơ ăn thịt cày. Ở trên nơi thịt cày á. Đu đủ rồi không biết nó chào cháy không. À, tiếp tục đi lên trên nóc nhà. Lên nóc nhà mấy xíu. Đi trên ngón tay trái nhiều quá hả? Mà nó lớn nữa không vậy? Hay là nó đẹp nhất ở đâu? Thì kia bà con trên nó quýt luôn mà nhìn giống trái hạnh nè. Trời ơi trái nè. Cái lụng tè mà nè. Ý cái cây là cây gì? Quên mất tiêu rồi. Quá phường kỹ. Đi học. Trời ơi. Ngồi đi cho phải đâu trên. Nè trên nóc nhà trồng luôn cây phượng mà muốn nó dở nóc lên luôn nó đang thì thế này này đi mình đi hè về đây mà bây giờ không biết là tại sao nó phượng lá như vậy mình không hiểu nhưng mà mình đi hè heo nắng à chị đi lượm hồ nắng cái cây này cái gì vậy chị cái cây đấy Việt Nam người ta mới mang qua trồng qua nhà Việt Nam
À, hoa nhài là vợ dưới chủng dầu hoa nhài mà đúng không? Ờ, nhưng mà này mới người mới như gì nè. À, là mình phải ủ như vậy hả? Trời ơi, ổ luôn hả? Ờ, cái này của em gái đang kia mà. Cái này là cây gì chị? Cái này là cây dâu biết của Việt Nam, cây dâu của quả nó dài dài như này. Nó như vậy thôi. Thôi hay là dâu. Phải dâu tầm á. Ừ, nó như dâu tầm. Em chưa biết loại này nghe không? Trời ơi, sứa cùi hả chị? Phải cây sứa cùi không vậy? Cái hoa thì Việt Nam mình kêu là hoa gì? Sao không thấy hoa sứa? Đúng rồi, hoa sứa. Ở chỗ em kêu sứa cùi. À, sứa cùi vậy? Cái tên à? Cái này là đây, tôi biết ra kêu nó sứa cùi không? Tại vì cái tên nó là hoa sứa. Nhưng mà tại lúc mà nó chuỗi lá, nó chuỗi lũi giống như đây nè, mình trồng được năm hay là 2 năm rồi, nhưng mà biết sao người ta bảo là chứ trồng như vậy nó không có bông, cắt nó xuống hai cây bằng nhau mình cắt này giờ nó đi đẻ con này nữa nè, nó cũng là cắt nó xuống thì nó tham nhắn thôi. Sao chị thích hoa sứ hả? Thấy trồng nhiều hoa sứ. Cái này thì mình có một cây, còn trồng thì một cây, cái người ta đưa sang đây để trồng, người ta nuôi xuống cái được, người ta nuôi nó rụng lá xuống. Sao mà người ta bảo là có thể nuôi dùng không? Cây này của chị nó cao lên trên này, chị mới bỏ nó xuống. Thì ai cũng bỏ trên trên hàng tuần đi sạch sẽ. Ờ, ok. Mỗi năm mỗi cắt thôi sao chị? Chị có thể. Cái này mới nuôi được 2 năm. Nhưng mà người ta bảo cắt bớt thì cái củ của nó bự này. Mình không biết. Ở đây còn quế, tiếp tục quế. Cây ổi này là chừng chừng vài năm nữa có trái, năm hai năm thì có trái có nụ. Trời ơi, kêu mai hả chị? Mai xin trời ơi, trời đồ diễn cứ dữ luôn. Kêu mai. Còn cái cây này là cây gì? Cây là cây trái trứng gà đó. Trái trứng gà cái này em không biết, giống lá gừng quá vậy, em thấy giống lá gừng đó, thì nó gừng Việt Nam. Còn đây là cây gì? Cây thanh long. Dạ. Sao chị làm ra nhiều vậy? Chị lấy không? Chị lấy từ hộp gì? Lấy từ hộp, nhưng mà cái này màu đỏ. Không, mà ý em nói là chị ăn xong chị gãi xuống hay sao? Không, cái hồi này mình đi nghỉ hè bên gần châu Phi. Nên đang bán những cái trái màu trái ngọt lắm, to như vậy nè. Màu đỏ? Ừ, bên trong màu đỏ. À. Cái mình lên mạng ấy, gần về sau xuống người ta nói lấy những cái hạt của nó. Mình lấy mấy trái xong mình để trên cái giấy. Dạ. Nó khô xong mình chọn cái này cũng được. Một năm mà nó diễn vậy thôi chị? Trời ơi, chị muốn nó thế nào cũng vậy là hạnh phúc lắm. Ồ, em tưởng là nó phải bự hơn chứ. Không. Cái này cái gì? Không biết được nữa. Cái không cây biết. Này người ta đưa cho đó, bên Hòa Lan người ta cho mà về trồng lung tung vào đấy không biết. Bây giờ nó cứ mà em hỏi sao mà người ta cho chị sinh hay sao? Không, người ta chắc đấy, người ta chia cho nhau đấy. Xong rồi người ta hỏi có lấy không? Ừ. Ủa thương cả, nhớ một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Em thấy cái này hình như là lục quỳnh hay gì. Nhà em có lá giống gì hả? Cái này cái chị kia cho em, bây giờ nó ra nó xè ra gì hả? Mà chưa có hoa. Bây giờ nó đang tâm từ cái cây này em không biết. Ừ, còn cái này đi tìm cái ra rễ luôn hả? À, ok. Cái này chị để khoảng 1 năm nó mới ra thêm nhiều lá vậy. Cái chậu đó là chị phải tưới nước mà thấy đất nó khô á. Trời. Vậy là cũng giống như cái này rồi. Ừ, cái này là mình đưa cho nó tưới nước nhiều á, để cho nó ẩm ướt thì nó mới ra rễ. À, thì mùa hè phải đem ra ngoài chơi. À, trời ơi, em bỏ trong nhà suốt. Đấy, không. Em bỏ trong nhà suốt cái 2 tuần em tưới một lần. Phơi nắng à, cho nó đẹp hơn cái này à. À, nó không có đẹp như vậy. Dạ. Là đấy khi mà nó mùa hè đem ra. Mà phải đem bao lâu? Đem bao lâu? À, để đến năm sau em làm quên về chứ. Em bỏ nhà không? Nó thay chậu khác mà chưa thay. Giờ nó gã lá nó sủi xuống gì nó già, cái đó cũng được 1 năm rồi. Để coi chị tặng mấy bông, thấy mấy chị bông đẹp quá trời đẹp, nhìn thích.
thì đúng rất là nhiều. Vinh của Quý về nhà. Quý lần sau tới nhà em chơi. Năm nay không có bầu bí gì trơn á, mới dính được trái mốt. Em bé lớn rồi, bầu lớn rồi. Ta lấy cái hộp ta bỏ đi. Rồi đi về thôi. Hôm nay có ổi, thanh long, hoa huệ, rau dền. Rồi đi về thôi. Đi lỡ đem hai cây đi về đi mượn phòng mới. Đi cẩn thận gái, đừng có khoai khoai, khoai tí đi giờ cô luôn. Về thôi. Mang cây gì à? Rồi okay. Cảm ơn ông bà chủ tốt bụng. Không có gì được nói ông bà chủ. Ông bà chủ tốt bụng. Cảm ơn nhiều.